Hello, xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo hiệu ứng dual light. Stock ảnh thì mình lấy trên trang này, hoàn toàn miễn phí. Các bạn nào cần stock để làm thử thì có thể lên trên đây lấy. Hôm nay thì mình có chuẩn bị ba cái stock này. Để làm được hiệu ứng này tốt nhất thì các bạn nên chuyển cái hình của mình về trắng đen. Đây. Sẽ filter cái này về trắng đen. Như này ok nè. Rồi được. Bước tiếp theo là mình tạo cái một cái gradient. Chuyển gradient này về 0 độ. Rồi sau đó mình không cần cái bước chuyển màu nên mình xóa cái này đi. Chuyển màu vàng về màu đỏ. Còn bạn thích màu gì thì mình chọn màu đó thôi. Rồi mình đưa cái màu đỏ nó ra giữa tấm hình một xíu nè. Giảm cái chuyển màu đi. Đó, như này được rồi nè. Ok. Sau đó mình chuyển cái mod hình này về color. Đó. Rồi mình copy cái layer này bằng cách bấm Ctrl-G. Chọn vào cái layer mình mới copy nè. Chuyển về 180 độ nè. Sau đó mình đổi cái màu này đi. Có thể mình chuyển thành màu xanh giống như xanh neon vậy đó. Đó, như này là ok luôn rồi nè. Đó, xong của tụi mình, rất là đơn giản ha. Rồi, thay cái hình này. Cũng chuyển nó về trắng đen. Ha. Tạo một cái gradient. Chuyển gradient về 0 độ. Xóa cái chuyển màu đi. Chuyển màu vàng về màu đỏ. Rồi, đưa cái màu đỏ ra dưới hình nè. Giảm chuyển màu đi. Cho nó ra giữa một xíu. Ok. Rồi. Chuyển mod layer này về color. Đó, bấm Ctrl-G để copy cái layer này ra. Chuyển cái layer mới copy về 180 độ. Đổi màu. Mình thì mình thích cái màu xanh neon này nè. Rồi, cái màu xanh nó đang chiếm quá nhiều hình thì mình giảm nó lại bớt nè. Đó, như này ok rồi nè. Thì trường hợp ví dụ mình thấy nó đậm quá thì mình có thể giảm opacity nó một xuống một xíu. Tùy theo mắt của mình thôi. Rồi, tiếp theo hình này. Cũng chuyển về trắng đen. Tạo một cái gradient. Chuyển gradient về 0 độ. Xóa cái chuyển màu đi. Đổi màu vàng thành màu đỏ nè. Cho màu đỏ ra giữa tấm hình. Giảm bớt chuyển màu lại. Rồi. Ok. Chuyển mất hình về color. Bấm Ctrl-C để copy layer. Sorry. Rồi. Chuyển cái này Cleo mới copy được 180 độ. Đổi màu nó đi. Ok. À, chuyển cái giảm bớt màu xanh ra bên tay phải một xíu nè. Mình cứ kéo khi nào mình thấy nó hợp với mắt mình là ok. Ok. Đó. Thì chỉ cần vài bước đơn giản là các bạn đã có một cái hình rất là ngầu. Chúc các bạn thành công.